Tổng thống bị phế truất của Niger, Mohamed Bazoum kêu gọi Mỹ giúp nước này khôi phục trật tự hiến pháp và cảnh báo cuộc đảo chính sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho khu vực Sahel. Washington Post hôm nay, 4 tháng 8, đăng tải bài viết của Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, người bị phe đảo chính quân sự phế truất từ cuối tháng 7 năm 2023, trong đó khẳng định quốc gia Tây Phi này dưới sự cầm quyền của ông là pháo đài cuối cùng của dân chủ ở khu vực Sahel. Vào thời điểm khó khăn này, tôi kêu gọi chính phủ Mỹ và toàn thể cộng đồng quốc tế giúp chúng tôi khôi phục trật tự hiến pháp. Người dân Niger sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ của các bạn trong giai đoạn bước ngoặt này của lịch sử đất nước, bài viết của ông Bazoum có đoạn. Theo lời ông Bazoum, ông viết thông điệp trên khi đang bị giam giữ. Vị tổng thống bị phế truất của Niger cho rằng cuộc đảo chính nếu thành công sẽ gây hậu quả thảm khốc cho tình hình trong nước, khu vực và toàn thế giới. Cuộc đảo chính này phải chấm dứt, ông Bazoum nêu. Ông Bazoum được đánh giá là đồng minh của phương Tây. Niger trong giai đoạn ông nắm quyền, hợp tác chặt chẽ cùng Mỹ và Pháp trong các nỗ lực chống phiến quân Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, các chiến dịch quân sự chung được đánh giá là chưa cải thiện đáng kể tình hình an ninh ở Niger. Mỹ, Pháp và các nước phương Tây đều lên tiếng phản đối cuộc đảo chính. Nhóm Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, gồm 13 thành viên mới đây yêu cầu khôi phục quyền lực cho ông Bazoum, hoặc là họ sẽ can thiệp bằng các biện pháp cần thiết, không loại trừ biện pháp quân sự. Tuy nhiên, hai nước láng giềng của Niger là Mali và Burkina Faso lại ủng hộ phe đảo chính, cảnh báo bất cứ sự can thiệp quân sự nào vào Niger sẽ được hai nước coi là lời tuyên chiến chống lại họ. Trước Niger, phe quân sự cũng đảo chính và giành quyền kiểm soát ở Mali và Burkina Faso. Trong diễn biến liên quan, chính quyền quân sự Niger ngày 3 tháng 8 cảnh báo bất kỳ hành vi hoặc âm mưu gây hấn nào từ các nước ECOWAS nhằm vào nhà nước Niger đều sẽ bị lực lượng an ninh quốc phòng Niger đáp trả ngay lập tức và không báo trước. Trước đó, chính quyền quân sự Niger thông báo hủy bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp, đồng thời chấm dứt nhiệm vụ của đại sứ Niger tại 4 nước là Pháp, Mỹ, Nigeria và Togo. Pháp hiện có 1.500 binh sĩ đồn trú ở Niger. Hôm 2 tháng 8, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, Abderrahman Tiani chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng áp đặt và khẳng định không nhượng bộ trước các mối đe dọa. Ông cũng kêu gọi người dân đoàn kết để bảo vệ đất nước trước nguy cơ nước ngoài can thiệp. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.